lòng kia không bận sạch đào, sáng trong vắng lặng hay sầu chẳng sao, ái và khổ khổ gửi chào. Bà La Môn là vậy ai nào khác đâu, đó là khổ thế thế nào cũng thế đức. Cảm ơn Vinh Vá Sinh Ma thì các bà xin gửi nhắc lại cho chị Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thú, sa thú. Kính cảm ơn sức trần đạo. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ Giáo Pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 413. Chanh đăng quá quý, má lăng xuất thăng, viết bá má, viết bá san ná, má na quý lăng, nan đi bá quá, bá rít khi năng, tá má hăng su mí trăm má năng. Chanh đăng quá quý, má lăng xuất thăng, viết bá san ná, má na quý lăng, nam đi bá quá, bá rít khi năng, tá ma hằng trù mí trăm má năng, chanh đăng quá quý, má lăng xuất thăng, quý bá sanh ná, má na quý lăng, nam đi bá quá, bá rít khi năng, tá ma hằng rù mí râm ma năng. Như trăng sạch không quế, sáng trong và tịnh lặng, hữu ái được đoạn tận, ta gọi bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Lòng kia không bợn sạch lào, sáng trong vắng lặng vui sầu chẳng sao, ái và thủ hữu quẩy chào. Bà La Môn ấy là vậy ai nào khác đâu. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Duy Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của Sức Ái Minh. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ thượng tọa, con xin lỗi, con kính đảnh lễ đại đức tình đà, con kính đảnh lễ cư tu nữ tại nguyên và thượng tọa Minh Hạnh. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Chan đăng quá quý, mát lăng xuất thăng, bát san na ma na vi lăng, nan đi pa wa pa rít khi năng, ta ma hằng dun mi pram ma năng, chan đăng wa vi ma lăng xuất thân, vi pa san na ma na vi lăng, nan đi pa wa pa rít khi năng, ta ma hằng dun mi pram ma năng. Như trăng sạch không uế, sáng trong và tịnh lặng, hữu ái được đoạn tận, ta gọi bà La Môn. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chẳng đăng hoa quý, ma lăng xuất thăng, vì pha sanh ná, ma na quý lăng, nàn đi pha hoa, pha rinh khi năng, ta ma hăng vùng, mi băm ma năng. Chẳng đăng hoa quý, ma lăng xuất thăng, vì pha sanh ná, ma na quý lăng, nàn đi pha hoa, pha rinh khi năng, ta ma hăng vùng, mi băm ma năng. Lòng kia không bận sạc lào,
sáng trong vắng lặng, vui sầu chẳng sao, ái và thủ, hữu vẫy chào, bà la môn là vậy, ai nào khác đâu. Dạ thưa con, kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và tri ân đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Cho phép con được đọc câu pháp cú kinh 413. Chan đăng và ví ma lành xuất thành ví ba san na man na ví lành nàn đề phá vã đa rí kỳ năng á ma hành rồ mi rầm ma năng tràn đành và bí ma lành xuất thành vi ba sàn na ma na vi lành nàn đề phá vã đa rí kỳ năng á ma hành rồ mi rầm ma năng như trăng sạch không uế sáng trong và tịnh lặng hữu ái được vạn phận ta gọi bà la môn. Đây là khổ thơ của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin kể. Chan đăng va vi ma lăng suốt thăng vi ba sa nan vi ba sa na ma na vi lành nan đi pha va ba ri ki năng ta ma hăng rô mi râm ma năng. Lòng kia không bận sạch lòng, sáng trong vắng lặng vui sầu chẳng sao, ái và thủ hữu vẫy chào, bà la môn là vậy, ai nào khác đâu. Đây là khổ thơ của Hòa Thượng, Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong, con xin xuống mic. Con mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân cô tự duyên. Kính cảm ơn chị Trần Phụng, và sư Tina, và chị Rạng Đông. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, cô tu nữ Thâm Má Chari, cô tu nữ tự duyên. Ấy mình kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 413. Cảm ơn huynh trưởng. Chành đằng qua vi ma lằng suốt thần Vip ba sàn na ma na vi lằng nan đi pha qua ba rít khi nâng tạ ma hằng ru mỹ râm ma nâng chan đăng quá vi ma lằng xuất thần vip ba sàn na ma na vi lằng nan đi pha qua ba rít khi nâng tạ ma hằng ru mỹ râm ma nâng chan đăng quá vi ma lằng xuất thần vip ba san na ma na vi lăng nan di pha qua ba rít khi năng ta ma hăng ru mi râm ma năng như trăng sạch không uế sáng trong và tịnh lặng hữu ái được đoạn tận ta gọi bà la môn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Chan đăng qua vi ma lăng sư thần Vipassana mana vi lăng nan đi pha qua ba ri khi năng ta ma hăng ru mi râm ma năng. Lòng kia không bận sạch lào sáng trong vắng lặng vui sầu chẳng sao, ái và thủ hữu vẫy chào bà la môn là vậy, ai nào khác đâu. Phổ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ ấy mình kính mời huynh trưởng ạ. Sa thu lành thầy Sĩ Đại Minh. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung.
Dạ, con xin được kể kinh Pháp Cú số 413. Chẳng đắng và vi mà lang sơ thắng, vi pa san na ma na vi lang, nan vi pa wa pa re khi năng, ta ma hăng pro mi pram ma năng. Chẳng đắng và vi là mà lang sơ thắng, Vipassana mana vilang nandi bhava parekhinang tamaham prumi brahmanang chandang va vimalang sutthang vipassana mana vilang nandi bhava parekhinang tamaham prumi brahmanang chẳng đắng và vi mà lang sơ thắng vi pa san na ma na vi lang nan đi pa qua pa ri khi năng ta ma hằng phu mi pram ma năng như trăng sạch không uế sáng trong và tĩnh lặng hữu ái được đoạn tận ta gọi bà la môn bản dịch của ngài Minh Châu. Lòng kia không bận sạch lầu, sáng trong vắng lặng, vui sầu chẳng sao. Ái và thủ hữu với chào, bà La Môn là vậy, ai nào khác đâu. Bản phổ thơ của ngài dưới Đức Già Nam Mô Phật Thà dạ. Dạ, con xin được mic. À, kính mời Xích Nhật Huỳnh tiếp theo. Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Vật Thà Ná. Dạ, cảm ơn Sích Trang Đông, Sích Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Năm Mô Bích Tha, dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ thăm mát cá rí vừa vào đạo tràng. Dạ, hôm nay cô có ôn bài được không cô? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Trong khi chờ đợi cô tu nữ thăm má cha rí ông rồi hả, Thích Rạng Đông? Và wow, Nhật Quỳnh vô mới vừa thấy cô. Dạ. Dạ, rồi. Dạ, cô tu nữ thăm má cha rí có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, nếu cô tu nữ thăm má cha rí có ôn bài được thì Nhật Quỳnh kính mời ạ. Nam Mô Bụt Tha, dạ. Dạ, Nhật Quỳnh thấy cô rất nhắc tới, rất nhắc nuôi. Dạ, không có chi đâu, Rạng Đông. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, trong khi chờ đợi, con xin được ôn bài Pháp Quốc Kinh 413. Dạ, cảm ơn Minh Vật Tha Ná cho bài học. Dạ, cảm ơn cô. Chành đằng qua quy ma lằng suốt thằng quyết ba sanh Nam ma nà quy lằng nạnh đi phá quá ba rít khi năng tâm ma hằng su mi sam ma năng chàn đằng qua quy ma lăng suốt thằng quyết ba sanh nam ma na quy lăng nạn đi pha qua ba rít kỳ năng tam ma hạng du mi sam ma năng như trăng sạch không uế sáng trong và tịnh lặng hữu ái được đoạn tận ta gọi bà la môn. Và đây là bản kỹ ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Chành đẳng qua quy mà lặng số thân Việt ba sanh na mà na vi lăng nành đi pha qua bà riết khi năng tạm ma hăng su mi sam ma năng chành đẳng qua quy mà lặng số thân Việt ba sanh na na ma mà na vi lăng nành đi pha qua bà riêng khi năng tạ ma hăng su mi râm ma năng lòng kia không vợn sạch lào sáng trong vắng lặng vui sầu chẳng sao ái và thủ hữu vậy chào bà la môn là vị ai nào khác đâu. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng.
Bố Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tiểu Duyên, Sức Trần Đông, Sức Trần Đạo. Cảm ơn Thị Na, cô em Minh, Sức Tô Thị Phú, hình như hồi nãy có Hạnh Kiểm nữa phải không quý vị? Dạ, nếu vậy Nhật Quỳnh còn sót khi nào thì xin hoan hỷ nha. Tại lúc nãy Nhật Quỳnh có chút việc, không có ngồi trước máy nên không có nghe được quý vị cài ông bài. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới Cao Pháp Quốc Kinh 4.14. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay. Câu Pháp Cú Kinh số 4.14. Dạ, con tri ân sư, cho con tính được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phá Gá Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Ta Sa. Nam mô Ta Sa Phá Gá Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Ta Sa. Nam mô Ta Sa Phá Gá Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Ta Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng à, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng khi thường à, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản à, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời à, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử à, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp à, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập à, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian à, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khẩn chốn ni à, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa Cao Pháp Quốc Kinh số 414. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân Mít Đinh Sư ạ. À. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Con chúng con xin kính lễ chư tăng và muốn chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay, ngày thứ sáu, ngày 19 tháng 3 năm 2021. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu tốt. À, và giờ đây chúng ta sau khi thời gian ôn bài học cũ để bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay, chúng con xin cung thỉnh chư tăng và mời quý vị chúng ta hướng về Tam Bảo. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sokato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính thưa toàn thể quý vị có mặt ở trong Pháp Cú Kinh chuyên đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú Kinh số 414 trên 423 câu.
Là như vậy là chúng ta chỉ còn vài câu nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái phần học kinh Pháp Cú này. Dạ, câu Pháp Cú kệ ngôn số 414 có nội dung như sau. Yoi mang balabathang dukkhang sangsarang mohamajjhaga tinno baragato jayi anejo akathang kathi anupadaya niputo tamahang promi brahmanang. Vượt đường nguy hiểm này nhiếp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định không dục ái không nghi, không chấp trước tịch tịnh ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu cũng như là bản dịch văn xuôi của ngài Yên Đá Chánh Đá Chánh Thân. Người nào đã vượt qua khỏi con đường hiểm trở khó đi, sự luân hồi si mê, là người đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, có thiền, không tham ái, không còn nghi ngờ, không chấp thủ, niết bàn, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và chúng ta sẽ học cái phần ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 414 này trước khi đi vào tìm hiểu nội dung cũng như là duyên sự của câu kệ ngôn Pháp Cú này. Câu đầu tiên là vô ý măng ba li ba thăng đúc gần. Vô ý măng ba li ba thăng đúc gần. Vô có nghĩa là người nào. Ý măng có nghĩa là này. Cái này đó, này. Ba li ba thăng. Palipatthang là cái con đường hiểm trở, nha, con đường hiểm trở. Con đường hiểm trở. Đúc găng có nhiều cái chỗ thì sẽ có cái nghĩa khác nhau. Thí dụ như là trong trường hợp này chữ đúc găng đang nói về con đường thì nó là con đường khó khăn, nhưng có chỗ thì chữ đúc găn này nó cũng có nghĩa đó là cõi khổ, những cõi khổ. Câu kế tiếp đó là sangsarang moha maccaga tino. Maccaga thầy hả? Sangsarang moha maccaga. Sangsarang đó là cái từ được hình thành từ cái động từ sarati, nghĩa là luân chuyển hay là trôi chảy, cộng với cái tiếp đầu ngữ sang có nghĩa là một cách trọn vẹn hoàn toàn. Sangsarang được hiểu đó là cái sự luân chuyển hay là cái sự luân hồi tái sanh đi sanh lại không có kết thúc. Cái từ moha maccaga là một cái từ sanh thí, nikahita sanh thí là mohang accaga. Từ mohang ở đây đó là si mê, là si mê. Moha là cái gì? Si mê. Chữ accaga, accaga đây nó cũng có xuất phát từ cái căn động từ gamu,
Gamati, Gamu hay Gachati đó, đó là đi. Mà đi á, đi cộng với cái tiếp động ngữ ati là đi ở trên. Đi mà đi qua khỏi đó. Achaga hình thành một cái từ là Achaga, có nghĩa đó là đã vượt qua, đã vượt qua. Dạ, đã vượt qua. Rồi chúng ta đi vào câu kế tiếp đó là Tino Pagarato Chayi. Tino Tino cũng có nghĩa là đã vượt qua từ một cái căn động từ Tarati. Được đây là một cái danh từ xuất phát từ căn của động từ, còn được gọi là danh động từ, được chia ở thể chủ cách Tino. Pagarato chayi, pagarato, pagarato xuất phát từ cái căn động từ là cá mú. Cá mú cộng với lại quá khứ phân cừu tá. Quá khứ phân cừu tá có nghĩa là đi đến. Còn chữ para, para là cái bờ bên kia, đi đến bờ bên kia. Paragato, đi đến bờ bên kia. Đi đến bờ bên kia. Chayi, và Chayi đó là thiền, thiền định đó. Chayi. Rồi chúng ta sẽ tiếp theo, đó là câu thứ tư. Anecho akathang kathi, anecho akathang kathi. Anecho, ane, anecho, nó là cái từ e chá cộng với lại ná, ná cộng e chá. Cái từ ná cộng e chá nó hình thành anecho. E chá là tham ái, còn từ ná là không. Cái tham ái, cho nên khi mà ghép thành thành từ anecho đó là không có tham ái. Dạ, không có tham ái. Akathangkathi, akathangkathi, ở đây cũng là một từ ghép của ba từ, đó là chữ á là tiếp đầu ngữ nè, kathang có nghĩa là thế nào, kathi là có lời nói, thì akathangkathi ở đây á đó là chỉ cho là không còn nghi ngờ. Không còn nghi ngờ. Dạ, câu tiếp theo là Anupadaya, Anupadaya Nipputo, Anupadaya Nipputo. Anupadaya nó hình thành bởi cái từ ná cộng với upa, upadayati. Upadayati, upadayati là cái sự nắm giữ, là bám víu, mà cộng với tiếp đầu ngữ ná thì nó là không có bám víu hay là chấp thủ. Không có bám víu, không, không có dính mắc hay là không có chấp thủ. Nipputo, Nipputo, âm là niết bàn, chúng ta hay quen dùng cái từ là niết bàn hay là niết bàn á, thì đó là cái từ âm của Nipputo, cái nghĩa đó là
cái nghĩa của nó là rời khỏi cái Nirvana, rời khỏi khu rừng tham ái. Và ở đây được có nghĩa đó là an tịnh, được an tịnh. Cho nên cái từ Nibbana nó cũng là xuất phát từ cái căn giống như là cái niệm Nibbuto mà chúng ta hay gặp là Nibbana, là Nibbàn đó. Thì đây là một cái từ thường sử dụng, phổ thông, và nó thành một cái từ dùng phổ thông quốc tế luôn. Ít có khi nào được cái sự định nghĩa mà sử dụng theo thói quen, mà nhiều khi á sử dụng theo cái âm của cái từ Nibbana hay Nibbuto và là Nibbàn hay là Nibbàn á, thì chúng ta hãy cẩn thận. Cái đó là cái từ âm chứ không phải là cái từ dịch nghĩa. Cho nên cái từ Nip hay là từ Nip đó, nó không có quan trọng. Như vậy là còn một cái câu cuối là Tamahang Brumit Brahmanang, thì câu này chúng ta đã quen rồi. Ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Tăng Ahang Brumit Brahmanang. Câu hôm nay 414 là khá dài, cho nên chúng ta hơi mất thời gian tí xíu về cái ngữ vựng này. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 414, chúng ta vừa mới tìm hiểu có nội dung như sau. Yoi mang bali patang dukkang sangsarang moha machaga Tino bhagarato chayi anecho akathankathi anubhadaya niputo tamahang brahmi brahmanang. Vượt đường nguy hiểm này nhiếp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định không dục ái không nghi, không chấp trước tịch tịnh, ta gọi Bà La Môn. Hoặc là bản Việt ngữ của ngài Giới Đức: vũng lầy này đã bước ra con đường nguy hiểm thoát xa hồi nào, đại dương đời sống dạt dào xuyên qua đi khỏi ba đào sân si, cắt lìa ái dục hoài nghi tịch tịnh vô trước thoát ly mọi miền, chẳng còn đâu nữa tùy miên những bậc như vậy vinh hiền La Môn. Nam mô Bụt Thà Giá. Nội dung của câu pháp cú số 414 này, khi mà chúng ta đọc qua đó thì chúng ta sẽ khó nắm bắt được cái ý nghĩa. Thật sự ra Tịnh Đạt cũng xin nhắc lại đó là những cái câu kệ ngôn pháp cú này phải được đi kèm với chú giải, cũng như là cái duyên sự. Thì từ cái duyên sự đó, cái nguyên nhân đó mà chúng ta có thể học hỏi được cái kinh nghiệm mà các bậc thánh tăng, mà các sự kiện trải qua khi mà Đức Phật này có cái lời sách tấn, có cái lời khuyên, cũng như là những cái lời rầy giáo giới, và đúc kết thành một cái câu gần như là tục ngữ hay là ca dao của kinh nghiệm ông bà của chúng ta, có những cái kinh nghiệm sống đúc kết thành là ca dao tục ngữ. Thì kinh pháp cú cũng gần như vậy. Đây là những cái kinh nghiệm của những cái vị thánh tăng, của những cái vị thánh nhân, của những vị vô lậu không còn phiền não. Và chắc chắn rằng khi mà chúng ta học về kinh pháp cú thì với những cái kinh nghiệm này sẽ giúp ích cho mình, không chỉ đó là an tịnh, không chỉ giúp cho mình an tịnh, bớt phiền não, bớt cái phiền tối,
bớt cái sự khổ đau. Mà chắc chắn rằng những cái kinh nghiệm này đó sẽ giúp cho mình đoạn trừ được những cái phiền não, những cái khổ đau. Tại vì đây là những kinh nghiệm, những cái sự thực hành đã chứng nghiệm, được kể lại, được đúc kết lại của những cái vị thánh, thánh nhân, những vị vô lậu không còn phiền não. Dạ, quý vị còn nghe âm thanh được tốt không ạ? Dạ, dạ, cảm ơn cô Nguyễn Đông. Thì cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 414 này, thật ra cái bản Việt ngữ ta sử dụng á, thì lột phá được gần như là các cái từ ngữ, các cái ngữ nghĩa được dịch rất là cẩn thận. Nhưng mà để hiểu cũng như là để biết rõ hơn thì chúng ta cần phải có cái duyên sự của cái câu kệ ngôn này. Và thật sự ra thưa quý vị rằng đọc qua cái duyên sự của câu kệ ngôn này thì chúng ta có nhiều cái điều xúc động. Câu kệ ngôn này được Đức Phật Ngài nói đến khi Ngài ngự tại quý vị đợi cho tí xíu. Ngự tại Kundikoliya, khu rừng Kundathana, thì đây là cái nơi mà quê hương của ba mẹ của Ngài Sivali. Dạ, ba mẹ của Ngài Sivali. Liên quan đến đề cập đến Ngài trưởng lão Sivali, thì nghe tới cái tên Sivali này thì chúng ta sẽ hình dung ra được đó là một cái vị thánh tăng nổi bật về đệ nhất về tài lộc. Và ở không những ở Việt Nam mà nhiều nơi các nước Phật giáo, nhiều cái nơi Phật tử ngoài cái việc thờ cúng Đức Phật thì còn thờ cúng thêm các cái vị thánh tăng. Và trong đó thì có Ngài Sivali, Ngài Mahakacchayana, vân vân. Ở bên xứ Tích Lan thì còn có làm tượng thờ của Ngài Sariputta, Ngài Moggallana, Ngài Ananda, và cũng như là các Ngài Kiều Trần Như, con đánh nhá. Thì cái việc mà thờ cúng các cái vị thánh tăng nó không có quá là lạ, bởi vì những vị đó có những cái đặc hạnh. Mà những cái vị Phật tử hay là những cái nơi có cái sự ngưỡng mộ, giống như là có cái sự thành kính đặc biệt với cái đức hạnh của những cái vị đó. Nhưng mà Ngài Sivali đặc biệt đó là vấn đề về tài lộc á, thì thưa quý vị rằng thờ Ngài Sivali bây giờ á, đa phần người không phải là đạo Phật cũng thờ. Thờ vì một cái lời đồn, một cái lời giải thích chưa có cặn kẽ đầy đủ. Cứ thờ giống như là một cách giải thích dễ hiểu, ngắn gọn, như là một cái vị thần tài ở trong nhà. Thì cái điều này đem đến cái sự ngộ nhận. Thờ mà không có tìm hiểu thì cái việc thờ cúng đó cũng giống như là cái việc mà thờ cúng một cái đối tượng thần linh, hay là thờ cúng một cái đối tượng mong cầu cái sự may mắn, và là cái nơi nương nhờ quỷ thác. Thì cái việc thờ cúng đó nói xấu thì không phải xấu, nhưng mà nó chưa có đủ để mà có được cái lợi ích trong cái việc thờ cúng. Thì sẵn cái câu chuyện ngày hôm nay đối với cái ngày Sivali, thì chúng ta sẽ một lần nữa tìm hiểu lại cái ý nghĩa. Thứ nhất đó là khi mà chúng ta thờ hay là chúng ta lễ bái ngài ở chùa hay là ở nhà đó,
thì chúng ta hiểu tại sao mà chúng ta phải thờ, tại sao chúng ta lễ bái, và chúng ta tìm hiểu xem Ngài là nhân vật như thế nào để khi mà chúng ta lễ bái thì có được nhiều cái kết quả tốt hơn, lớn hơn, thù thắng hơn, là cái ngoài cái việc là cầu nguyện cái tài vật. Thì đó là một cái điều mà trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ hướng đến. Thưa quý vị, rằng cuộc đời của Ngài Sivalī phải nói là một cái điều khi mà chúng ta tìm hiểu đó, một cái nhân vật rất là kỳ lạ. Nó kỳ lạ ở chỗ đó là khi mà Ngài thọ thai vào bụng mẹ đó, thì thai nhi rất là khỏe mạnh bình thường giống như là các thai nhi khác. Nhưng mà cái thời kỳ mang thai đó kéo dài một cái thời gian không tưởng, và được ghi chép lại rằng, được ghi nhận lại rằng đó là cái thời gian hơn 7 năm. Thì thưa quý vị, rằng Tịnh Đạt có tìm hiểu ở trên internet đó, thì cái trường hợp mà con người mang thai lâu nhất mà gọi là kỷ lục thế giới luôn á, kỷ lục thế giới luôn á, thì có trường hợp là gần gấp đôi cái thời gian bình thường của một thai nhi. Và bình thường một cái thai nhi là 9 tháng 10 ngày có thể sanh non, hoặc là sanh trễ hơn vài ngày. Thì ở trên thế giới có một cái trường hợp đó là một cái thai nhi vào năm 1998 đó, một phụ nữ tên là Anissa Gers đã cho ra đời một cậu bé khỏe mạnh sau 17 tháng 11 ngày ở bang Texas, Mỹ. Cô là cái người được ghi nhận là mang thai lâu nhất và được ghi vào sách kỷ lục thế giới. Thì chúng ta thấy rằng cũng có những cái trường hợp 17 tháng 11 ngày thì nó gần là gần 2 năm. Dạ. Gần 1 năm rưỡi và 1 năm rưỡi, coi như là 1 năm 5 tháng 11 ngày. Và cũng có một cái trường hợp ở Việt Nam. Dạ, một trường hợp ở Việt Nam đó là ở trên cái tờ báo VTC News, tờ báo của Việt Nam đó, thì ở tỉnh Bắc Giang của Việt Nam, người ta đã được biết đến một phụ nữ sinh con sau 21 tháng mang bầu. Cái trường hợp này thì lâu hơn cái trường hợp 17 tháng nữa, thì 21 tháng thì gần 2 năm rồi. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy đó là một cái sự kiện đó, Ngài Sivalī ở trong bụng mẹ 7 năm trời, hơn 7 năm. Thì và hiện tại thì chúng ta khó có thể nào hình dung và chấp nhận được. Nhưng mà theo cái thông tin được ghi nhận thì chúng ta thấy là cũng có những trường hợp thai nhi ở trong bụng mẹ gần 2 năm trời thì cũng sanh ra lớn mạnh bình thường. Trường hợp của Ngài Sivalī, Ngài ở trong bụng mẹ hơn 7 năm á, thì cái người mẹ và cái người con đều chịu nhiều cái khó chịu, cái khổ đau, nhất là cái thời gian mà gần sanh ra 7 ngày đau, 7 ngày chuyển dạ đó. 7 ngày đó phải là 7 ngày kinh khủng, chuyển dạ nhưng mà không có sanh được. Chuyển dạ nhưng mà không có sanh được. Thì cái lúc đó thì bà mẹ bà có cái đức tin Tam Bảo, bà là một người Phật tử. Thì khi mà bà không có sanh được đó, thì bà liền niệm Phật. Dạ, bà niệm Phật. Và khi mà niệm Phật để trấn an cái tinh thần đó, thì bà có nhờ chồng của bà đi đến gặp Đức Phật để mà xin phước của Ngài. Dạ, để mà xin phước của Ngài. Thì lúc đó thưa quý vị rằng khi Đức Phật Ngài xét thấy là cái bà mẹ này mang thai
đang cái trong cái thời kỳ sanh đẻ nó có nhiều cái khó khăn như vậy đó, thì ngài đã chú nguyện một cái câu, đó là Supavasa Koli Yathita Sukhi Sukhini Aroga Agorang Buttang Vichayatu. Công chúa Supavasa dòng dõi Kolita được an lạc, không bệnh hoạn, sinh tử an toàn, không bệnh hoạn. Dạ. Yeah. Thì khi mà chú nguyện cái câu phúc chúc này xong đó, thì ở tại nhà đó thì bà mẹ phải liền hạ sanh. Bà liền hạ sanh thấy ngài Siva Lý một cách rất là an toàn và khỏe mạnh. Yeah. Mẹ tròn con vuông. Thì bà rất là vui mừng và cả gia đình hoàng tộc rất là vui mừng khi mà trải qua cái thời gian 7 năm bây giờ mới được hạ sanh một cái cậu bé trai khỏe mạnh. Thì quý vị biết là 7 năm trong bụng mẹ thì khi sanh ra đời là bắt đầu cứng cáp rồi, xương rồi cứng cáp rồi, biết mọi thứ, các giác quan đều ngon lành hết rồi. Thì khi mà sinh ra như vậy đó, với cái niềm vui của gia tộc thì đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng để mà cúng dường suốt 7 ngày. Thì đến ngày thứ 7 đó, cái lúc mà cúng dường xong buổi lễ Trai Tăng đó, thì ngài Sariputta ngài có hỏi ngài cậu bé Siva Lý, ngài bảo rằng này Siva Lý, con đã chịu khổ ở trong bào thai lâu như vậy rồi, con đã nếm trải cái mùi khổ đau lâu như vậy rồi, thì bây giờ con có muốn xuất gia để mà thoát khổ hay không? Ngài dùng một cách gợi ý để mà khuyên dụ cho Siva Lý xuất gia. Thì lúc đó thì cậu bé Siva Lý rất là ngoan hiền và cảm nhận được cái sự khó chịu ở trong bụng mẹ suốt 7 năm. Thì giống như cầm tù ở trong bầu thai như vậy đó, tối tăm, nhơ nhớp và các thứ đều chật chội. Thì cậu bé Siva Lý liền bạch rằng con thật sự ra thì rất là muốn xuất gia theo các ngài, nếu mà được ba mẹ cho phép. Thì quý vị biết rằng ba mẹ của cậu Siva Lý rất là vui lòng để mà cho con trai mình xuất gia vào trong giáo pháp dưới sự hướng dẫn của ngài Siva Lý, của ngài Sariputta. Thì tới cái điểm này đó, có một cái điều lại kỳ diệu nữa ở trong cái cuộc đời của ngài Siva Lý. Thì khi mà cậu Siva Lý đến chùa theo chân Đức Phật và Chư Tăng về chùa để mà chuẩn bị xuất gia đó, thì quý vị biết thì khi mà xuất gia sẽ là một cái nghi thức để mà xuống tóc, nghi thức này là xuống tóc đắp y. Thì trong cái lúc mà cái nghi thức xuống tóc đắp y đó, nếu quý vị chúng ta có dự nhiều cái lễ xuất gia thì chúng ta sẽ để ý, thì cái ngài hòa thượng, cái vị mà cho xuất gia sẽ dạy cho cái vị giới tử những cái pháp môn quán tưởng ngay tại chỗ khi mà cạo tóc đắp y. Cái điều này á, nó giúp ích cho cái vị giới tử rất là nhiều. Cái điều thứ nhất đó là khi mà phát tâm để mà xuống tóc xuất gia, cái điều này cũng rất là quan trọng quý vị. Nếu mà quý vị sau này có cái ý định xuất gia, chúng ta hãy lưu ý cái điểm này. Khi mà phát tâm để mà thí phát quy y thì nhiều khi cái tâm mình nó còn yếu ớt, nó còn chưa có mạnh. Khi mà cái vị hòa thượng xuống tóc cho mình để mà chuẩn bị đắp y đó, thì các vị hòa thượng sẽ dạy cho một cái pháp môn để mà quán tưởng, nhằm cái mục đích đó là cái việc cạo đầu nó không phải là cái việc cạo đầu modern, nó không phải là cái việc mà cạo đầu một cách đơn giản, mà là cái việc cạo đầu để tu.
cái việc cạo đầu để tu nó khác hơn là cái việc mà đi ra tiệm cạo tóc, cạo sạch các cái cạo sạch tóc, cạo trọc đầu, mà là cái việc cắt tóc để mà tu, để mà cắt cái để mà thoát khổ. Cho nên các ngài dạy cho cái pháp quán tưởng, nhất là quán tưởng về cái tóc mà đang cạo trên đầu đó. Thì cái phép quán tưởng này được trích ra từ cái pháp quán tưởng trong 40 đề mục của thiền định đó. Trong 40 đề mục của thiền định có một cái phương pháp, pháp môn đó là quán tưởng về 32 thể trược. Mà trong 32 thể trược thì có cái điều đầu tiên đó là tóc. Và khi được dạy trong cái lễ cạo tóc đó thì các ngài dạy luôn cái nhóm đầu tiên là cái nhóm năm thành phần đầu tiên, tóc, lông, móng, răng, da. Kesa Loma Naka Danta Tacho. Khi Hội Hòa Thượng đọc từng chữ Kesa thì Giới Tử đọc theo Kesa. Và cái phương pháp này được đúc kết thành một cái phương pháp ngắn gọn đúc kết, có cái từ đó là Tacha Panchaka Kamathana. Tacha Kamathana, Tacha Panchaka Kamathana. Thì chúng ta sẽ để ý Tacha Panchaka Kamathana, đề mục thiền định nhóm Tacha Panchaka có là Kesa Loma Nakha Danta Tacho Tacho Danta Nakha Loma Kesa, tóc, lông, móng, răng, da. Tại sao Tịnh Đạt lại dừng ở chỗ này mà nói nhấn mạnh cái việc nghi thức là nghi thức, các vị thời nay làm theo nghi thức, nhưng mà cái nghi thức đó nó có cái nguyên nhân và có cái kết quả của cái nghi thức đó, giống như Tịnh Đạt vừa trình bày. Thứ nhất, để làm cho cái việc mà cạo tóc đó, không phải là cái việc cạo tóc màu đen bình thường, mà là cạo tóc để tu, để xuất gia. Cái thứ hai đó là có cái kết quả giống như trường hợp của ngài Siva Lý. Quý vị biết rằng khi mà ngài cậu bé Siva Lý được cạo tóc đó, cạo cái làn cạo đầu tiên đó, được dạy về quán tưởng về tóc, cái làn dạy làn cạo đầu tiên đó, thì do cái duyên lành quá khứ và ba la mật đầy đủ kết hợp với cái sự dạy dỗ trong khi cạo tóc đó, thì cậu bé Siva Lý liền quán tưởng và nhàm chán. Ngay trong lúc đó liền chứng đắc nhập đạo quả của bậc thánh Dự Lưu, là tu đầu quần đạo, tu đầu quần quả. Rồi đến những cái nhát cạo, cái lần cạo kế tiếp thì ngài lại tiếp tục phát triển cái thiền định qua cái việc quán tưởng về cái nhóm Tapapancha Kamathana. Ngài chứng đắc Nhất Lai, rồi lần lượt chứng đắc Bất Lai, và khi cạo xong thì ngài liền chứng đắc A La Hán đạo, A La Hán quả, trở thành một vị thánh nhân vô lậu trong cái khoảng thời gian cạo tóc để mà chuẩn bị đắp y. Đây là một cái minh chứng cho cái việc thực hành cái việc quán tưởng ở trong cái thể trược, thân thể trược này, mà đại diện đó là tóc đang được cạo xuống trong cái buổi lễ xuất gia. Cái điều này nó tình này sẽ nhắc lại đó. Thì khi mà chúng ta có cái thời gian để giao duyên xuất gia trong một thời gian ngắn á, thì các vị trưởng lão để mà củng cố thêm cái tâm lực, các ngài dạy cái điều quán tưởng này Tacha Panchaka Kamathana, và đó là cái điều nghi thức bởi cái thành quả hay là cái minh chứng của cái trường hợp ngài Siva Lý.
Và trở lại cái duyên sự đó, sau khi cái buổi lễ cạo tóc và đắc y xong, trở thành một cái vị sa di 7 tuổi. Sa di 7 tuổi, nếu đúng ra thì làm cộng thêm cái thời gian cúng dường vật thực 7 ngày nữa, thì cái vị sa di siêu vô lý này trở thành một cái vị thánh tăng vô lậu A-la-hán. Phải nói là một trường hợp rất rất là đặc biệt. Thì sau khi cạo tóc xuất gia đắp y thì trong chư tăng nó có những vị thấy trường hợp này đặc biệt quá, cho nên các ngài mới hỏi thăm và thường nhắc câu chuyện của ngài Sivali. Thì lúc đó Đức Phật ngài đã nhân cái cơ hội này, nhân cái duyên sự này giữa chư tăng, ngài đã thuyết cái thầy pháp và sắp tấn chư tăng, cũng như là giải thích về cái trường hợp của ngài Sivali. Và để đúc kết lại cái câu chuyện, cái duyên sự đó, thì ngài đã đúc kết thành một cái câu kệ ngôn mà chúng ta được biết, đó là câu kệ ngôn pháp cú số 414 mà hôm nay chúng ta đang được học. Vượt đường nguy hiểm này, nhiếp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái không nghi, không chấp trước tịch tịnh, ta gọi Bà La Môn. Nam mô Bụt Thà Giá. Thì không còn nhiều thời gian trong cái buổi học này, thì tình đại xin đi vắn tắt về cái điều mà tình đạt muốn chia sẻ trong cái câu kệ ngôn 414 này. Thì quý vị biết rằng câu kệ ngôn 414 được nằm ở trong cái phẩm là Bà La Môn, là cái phẩm những cái vị thánh nhân, những trường hợp của những cái vị thánh nhân Phật ngài tán thán, ngài xác nhận, ngài tán thán. Và cái trường hợp của ngài Sivali này đó là cái trường hợp một cái vị thánh nhân trẻ tuổi xuất gia thành đạo quả, thành một cái vị thánh nhân vô lậu, với một cái điều kiện, một cái không gian thời gian rất là đặc biệt, đó là trong cái buổi xuất gia để mà trở thành một vị sa di. Thì cái điều này nó thể hiện cái việc mà quán tưởng thực hành thường xuyên về 32 thể trược, thân thể trược này, trên cơ thể này, trong cơ thể này, rất là lợi ích và rất là quan trọng cho cái việc cắt, giảm bớt, cắt đứt các cái phiền não mà do tà kiến, do chấp thủ, do si mê, do lầm lạc, do tham ái liên quan đến cái thân này, làm cho chúng ta phải bị phiền não, phiền tối liên quan đến cái thân này. Thì quý vị biết rằng có nhiều cái trường hợp đó, nó không phải là quá đáng để mà chúng ta bị buồn, bị phiền, nếu mà chúng ta hiểu được rằng cái bản thân này, cái bản chất nó là ô uế, nhơ nhót, nó là một cái túi thịt đựng đầy những cái bộ phận cơ quan của cơ thể được gắn kép, kết nối lại một cách rất là tinh vi, tỉ mỉ. Ngoài ra thì khi mà phân tách ra thì chúng ta gọi là cái thân đẹp đẽ này, cái thân cao ráo này, cái thân xấu xí này, cái thân lùn thấp này, cái thân thô kệch này, hay là cái thân mỹ miều này, hoàn toàn đó là bản chất nó là giống nhau. Bản chất nó là giống nhau. Nếu mà một người đó thường xuyên để quán tưởng về những cái bộ phận riêng lẻ về 32 thể trược này, phải nói là chúng ta sẽ có một cái thái độ sống rất rất là an nhiên, rất là
rất là bình thản trước mọi cái sự kiện xảy ra liên quan tới cái tâm thân này. Cái sự kiện hay thường mà chúng ta để mà tu hành đó, để mà giảm bớt cái tham sân si đó, hay là những cái phiền não, những cái buồn phiền đó, liên quan nhiều nhất đó là cái món ăn, hay là liên quan nhiều nhất về cái ngoại hình. Bây giờ Tịnh Đạt xin đi cụ thể nó như là những cái món ăn đi. Bây giờ nếu mà một người không có tu, hay là không có quán tưởng về 32 tỷ trường, đó quý vị rằng là chúng ta ăn rất là chúng ta ăn mà không có cái sự quán tưởng thì ăn rất là không có cái muốn ăn được ngon đó, muốn ăn được đẹp, muốn ăn bằng miệng, muốn ăn bằng hình sắc, mà muốn ăn được cái âm thanh, muốn ăn được cái món ăn vật lạ, muốn ăn được đồ tươi sống. Nói chung là muốn ăn được ngon, muốn ăn được cái đồ mà phải làm cho đẹp, ăn bằng cái tâm tham đắm, ăn bằng cái tâm vui thích. Và thực chất ra cái khi mà ăn như vậy đó, thì ăn càng nhiều phiền não càng tăng. Cho nên cái pháp quán tưởng đó, nó không phải nhằm cho các vị xuất gia không, mà Định Đạt nghĩ rằng những cái người cư sĩ tại gia cũng rất là cần thiết. Quán tưởng ở đây được hiểu không phải là chúng ta chê, không phải là chúng ta chê, không phải là chúng ta liên tưởng cái món ăn đó giống như là cái đồ dơ, đồ hôi, đồ thối. Cái điều này nó chúng ta cần phải nhận định một điều. Khi mà quán tưởng đó là những cái thức ăn này á, khi mà đụng vào cơ thể á, thì nó trở thành những cái đồ dơ, những cái đồ không có đẹp đẽ. Khi mà quán tưởng cái thức ăn như vậy đó, thì giúp cho chúng ta có được cái sự nuôi mạng bằng cái dưỡng tố thức ăn, chứ không phải là ăn bằng cái tâm tham đắm. Và khi mà quán tưởng về cái cơ thể thì nó lại giúp cho chúng ta một cái điều nữa là khoan, tại vì Tịnh Đạt đang bị nhầm lẫn về cái 32 thể trược với lại cái sự quán tưởng của tứ vật dụng. Tại vì thật ra thì 32 thể trược này bản thân Tịnh Đàn cũng đang là thực hành, đang áp dụng, nhưng mà chưa có được cái sự rốt ráo. Bởi vì khi mà cái kết quả mà Tịnh Đạt cảm thấy, cảm nhận được qua cái sự mà tập luyện quán tưởng về 32 thể trược đó, thật sự ra 32 thể trược đó là một cái pháp môn rất là căn bản cho người tu thiền. Và cái điều mà quán tưởng 32 thể trược này đặc biệt áp dụng cho những người có cái tâm tham dục, ái dục nặng, nó rất là cần thiết, giống như là một cái phương pháp để mà ngăn chặn, ngăn che hay là đối lập bởi cái sự ái dục, ái nhiễm, và rõ hơn nữa là cái sự ái nhiễm về cái nam nữ, hay là ái nhiễm về cái những cái món trang sức, y phục,
hay là món ăn. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu rõ cái thân thể này, đó là những cái cấu tạo nó không có sạch sẽ, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tỷ, thận, tim. Khi mà quán tưởng những cái thứ, những cái bộ phận trên cơ thể như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng cái tâm ái dục, luyến ái nó được giảm hẳn, nó được ngăn chặn, không cho phát triển. Thịnh Đạt ghi nhận một cái điều như vậy. Thì mỗi một cái người chúng ta sẽ có một cái khuynh hướng bất thiện, một cái khuynh hướng nặng về cái tánh sân, hay nặng về cái tánh tham. Và đặc biệt trong cái tham này, nó là liên quan tới cái ái dục. Thì tùy theo cái trường hợp mà chúng ta tìm cái pháp tu. Ở trên quyển sách nói về 32 thể trược trình bày rất là tỉ mỉ về những cái công đoạn, những cái cách thức, giống như là khi mà niệm về tóc, lông, móng, răng thì có những cái thứ liên quan, giống như là phải hình dung, phải nhận biết màu sắc, kích cỡ dài ngắn và vị trí từ ở trên đỉnh đầu cho đến bàn chân. Thì liên quan đến cái việc mà thực hành quán tưởng về 32 thể trược thì phải nói chúng ta cần phải tìm hiểu thêm, cũng như bản thân Tịnh Đạt cũng cần phải tìm hiểu để mà thực hành thêm. Mong rằng cái việc liên quan đến Ngài Siva Lý, quay lại đó là chúng ta thờ cung kính đảnh lễ Ngài Siva Lý, thì chúng ta cũng cần tìm hiểu cuộc đời của Ngài và tùy hỷ với cái công hạnh của Ngài. Cái điều này Tịnh Đạt muốn nhắn lại. Khi mà đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ các vị Thánh Tăng, thì chúng ta cần phải tùy hỷ với cái công đức của các ngài, giống như là công đức Ngài Siva Lý được là một vị đệ tử đệ nhất về tài vật, là do cái nhân Ngài làm những cái công đức đặc biệt thù thắng ở trong quá khứ. Thì chúng ta noi gương cũng như là tùy hỷ với cái công đức của Ngài khi mà chúng ta lễ bái hay là cung kính đối với Ngài Siva Lý. Thì lúc đó ngoài cái việc thành tâm có được cái pháp cung kính thì chúng ta sẽ được cái pháp tùy hỷ. Mà quý vị biết thì cái thiện pháp sẽ cho ra những cái quả của cái thiện pháp, thiện phước, thì lúc đó chúng ta sẽ có được những cái phước trổ sanh. Cái điều này nó lý giải cho cái việc mà tại sao cúng dường hay lễ bái Ngài Siva Lý mà có được những cái tài lộc mà hằng như là cái sự mong muốn. Thì chúng ta cần phải nhớ cái chỗ này, đó là khi mà lễ bái cung kính thì cần phải tìm hiểu cái cuộc đời của Ngài, nguyên nhân tại sao, và còn phải có pháp tùy hỷ. Thì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian, Tịnh Đạt xin kết thúc cái buổi chia sẻ qua câu kệ ngôn pháp cú 414 này. Với những cái điểm chính đó là khi đảnh lễ cúng dường đến những cái vị như Đức Phật hay là các vị Thánh Tăng, thì chúng ta cần phải có cái sự cung kính, có cái sự hiểu biết và có cái sự tùy hỷ với công đức công hạnh của các ngài. Thứ hai đó là cái pháp môn tu quán tưởng, đặc biệt đó là Tapapanchaka Kamathana, đặc biệt là đối với những người chuẩn bị để xuống tóc xuất gia, hay là những người đã xuất gia rồi, hay là những người chưa được cái việc xuất gia. Thì khi mà quán tưởng sẽ giúp ích cho chúng ta tránh được những cái hiểu sai lầm lạc về cái cơ thể này, để tránh sự phiền tối, cái phiền não hay là cái khó chịu khi mà những cái tình huống xảy ra xung quanh, hay là những cái thắm trong thức ăn, trong cái sự luyến ái bởi nam nữ, luyến ái bởi đồ vật, giúp cho cái việc giảm bớt cái tham sân si hay cắt trừ cái phiền não được
càng ngày càng được tốt hơn. Thì Tịnh Đạt xin kết thúc cái bài chia sẻ qua câu kệ ngôn Pháp Cú số 414. Xin kính chúc chư Tăng và toàn thể quý vị luôn luôn có cái sự an lạc, luôn luôn có cái sự tấn tâm ở trong Phật Pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà kính mời cô MC trở lại với chương trình. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thay, chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh Đại Đức Minh Đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cấm dân hồi hướng. Gia đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu bê ga rê bồ thi ga rê ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thế ra cha mát cha na qua ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa quan tu te cha na bu cha ye pi cha an na sam ba wa sam se da cha ta a ta vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma wa sang ba tiết cha te sap te pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mu tham ma tha ra cha vô ga la sang ko ho tu sa mat vô wa Atha ya cha hi ta ya cha Am he rat khan tu sắc tham mô Sappe pi tham ma cha ri no Vut thim sam pa phu ni ya ma Tham ma ri ya pa we di te. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe Pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống mic.